cười và chào mừng đến với Cập Nhật hàng tuần, nơi chúng tôi đã giúp bạn bắt kịp mọi thứ đã xảy ra trong cộng đồng GameFi trong 7 ngày qua chỉ trong 10 phút. Tôi là người dẫn chương trình của bạn Ellie từ Game3, và trong tập tuần này, chúng tôi sẽ đưa tin một số tin tức đáng chú ý vào. Vì vậy, hãy ngồi dậy và xem lại những gì tuần này cung cấp. Tin tức lớn đầu tiên đến từ một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp truyền thống. Volleyball, thương hiệu phong cách sống mang tính biểu tượng và hấp dẫn này, đã hợp tác với Metaverse dựa trên NFT, nền tảng chơi game săn bắt để khởi chạy Mina Mansion. Đề cập ở giữa cũng xây dựng một số Volleyball C. Dự án ra Butterfly NFT bao gồm gần 12.000 hình đại diện bản thân được mã hóa với giá khoảng $800 một chiếc. Vào tháng 10 năm 2021, những người nắm giữ các NFT này sẽ truy cập vào trải nghiệm độc quyền. Tại đề cập bảo tuy nhiên, chi tiết cụ thể và ngày ra mắt chưa được chỉ định. Sân Bắc cũng tuyên bố rằng người dùng sẽ có thể chụp NFT lân cận. Lantosi đề cập đến Meta vào cuối quý này. Nếu bất cứ điều gì từ lịch sử gần đây sẽ trôi qua, có thể có nhu cầu mạnh mẽ về đất đai, cho rằng ai đó đã trả 450.000 chỉ để trở thành nhãn hiệu quả Snoop Dogg trong những kẻ rình mò dựa trên màu cát là tháng 12. Volleyball biết đầu tiên vào NFT vào tháng 4 năm ngoái, sau khi nó tung ra một loạt các cổng trung tâm được mã hóa, BIA50 cổng. Tại sao một số thương hiệu nhúng món chân vào NFT cho những gì có vẻ là một khoản tiền bắn nhanh chóng? Có vẻ như Volleyball có thể ở đây lâu dài. Xem xét nó đang tung ra Menominty giữa một thị trường trần. Tiến lên, chúng tôi nhận được một tin thực sự tốt từ Anime Mokoberzan, một trong những studio chơi game NFT phổ biến tại thủ đô tàu điện ngầm. Công ty đã công bố vào thứ ba rằng nó đã đóng 75 điểm, vòng tài trợ 32 triệu, với mức định giá trước tiền là 5,9 tỷ. Được hỗ trợ bởi Liberty City Venture. Kiwi Capozado của phiêu lưu nửa giờ, 19 TC ECB mà tất tất là ship fund và các quỹ khác. Nguồn vốn mới này sẽ tài trợ cho các thương vụ mua lại chiến lược, giấy phép phát triển rộng rãi và sở hữu trí tuệ. Vì nó có vẻ để nâng cao cái gọi là khái niệm Metaverse mở. Công ty nói, nó có kế hoạch tiếp tục sử dụng công nghệ blockchain, bao gồm NFT, EFI và GammaFi để thúc đẩy quyền nghèo kỹ thuật số. Bất chấp sự hiện diện của thị trường gấu trong tài sản kỹ thuật số, Enamanka đã và đang tích cực mở rộng danh mục đầu tư của mình. Vào năm 2022 vào tháng 4, Studio mạo hiểm mua lại cổ phần lớn trong tiếp thị kỹ thuật số của Úc từ B-Media. Nó chuyển sang mở rộng quan hệ đối tác với ngành công nghiệp Blockchain trên địa phương. Cùng tháng, Enamanka đã mua nhà phát hành trò chơi điện tử, chỉnh sửa trò chơi và giải trí khôn ngoan của họ. Một tin tức khác đến từ trò chơi NFT phổ biến nhất của chúng tôi. Thực tế lý thuyết, có khối lượng bán hàng NFT đã được bơm 205% trong 7 ngày qua. Sau khi người đồng sáng lập, Kepsley nói rằng dự án đang được chữa lành. Nó liên quan đến việc áp dụng mạnh mẽ NFT và xét thế dân và cầu được sao lưu. Và một ý chí khác, tiếp nhận tải xuống trò chơi và bán NFT. Một trong những yếu tố góp phần vào sự gia tăng khác của nó, dường như là sự thèm muốn tìm kiếm AC Infinity. Đất NFT sau khi ra mắt hỗ trợ xếp chồng vào ngày 4 tháng 7 các tính năng xếp chồng, cho phép chủ sở hữu đất kiếm được phần thưởng hàng tuần. Ít trò chơi AC Infinity Lady Token. Tại thời điểm video của chúng tôi, khoảng 91% của gần 17 nguồn cung lưu hành đã được xếp chồng lên nhau, theo dữ liệu từ Rolling Chain Exposure. Cuộc tìm kiếm bùng nổ này cũng có khả năng nhờ cây cầu La Mã khởi chạy lại vào ngày 28 tháng 6. Cây cầu là một kết thúc như vậy được xây dựng cho AC Infinity, cho phép người dùng chuyển tài sản giữa trò chơi và tên chính Ethereum. Tuy nhiên, nó đã ngoại tuyến từ cuối tháng 3 sau vụ hack 600 triệu khét tiếng. Giữ lửa và hoạt động chơi game được coi là vấn đề quan trọng đối với dự án. Đại nhóm Mark của Hoa Kỳ đã và đang khám phá các cách để mở rộng hệ sinh thái ánh sáng. Peter Hollywood tiếp theo, cộng đồng ảo lớn nhất dành cho những người yêu, thích phim, studio và người sáng tạo, công bố quan hệ đối tác mới với Sun Bắc. Để phát triển cái đầu tiên thuộc loại này, chủ đề Hollywood đảo trở lại sự phim trong Metaverse. Đặc biệt thực hiện, một Hollywood bảo đảm một khu đất quan trọng trong hộp cát, nơi nó sẽ tổ chức các sự kiện chủ đề Hollywood và trải nghiệm ở định dạng studio chiến đấu của Hollywood. Có thể sẽ mời khách trong hộp cát để bắt tay vào nhiều
cuộc phiêu lưu độc đáo bằng cách tham quan một số trải nghiệm chiến đấu theo chủ đề, bao gồm kinh dị và bộ hành động, môi trường theo chủ đề kỳ nghỉ, thảm đỏ, các sự kiện hàng đầu và một khách mời bảo tàng kỷ vật. Chúng tôi cũng có quyền truy cập vào một thị trường và các tài sản theo chủ đề Hollywood khác, dựa trên bộ sưu tập phim đời thực của Planet Hollywood, tận hưởng tiện ích trong vùng đất mới được tạo ra. Nắm giữ bất kỳ tài sản nào trong số này sẽ mở khóa các đặc quyền thú vị sẽ phát triển khi vùng đất mới phát triển. Cuối cùng, để kết thúc video này, chúng tôi có tin tốt từ một trò chơi NFT nổi tiếng, Ác Tám, để công bố việc bổ sung Gibashi Tatashi. Trong bộ sưu tập của nó, Gibashi Tatashi chỉ hoạt động cho người chơi và họ sẽ mang lại nhiều cạnh tranh hơn vào trò chơi. Các bác ghi này có các tính năng đặc biệt vì chúng không thể được nhân giống nâng cấp hoặc xếp chồng lên nhau. Tuy nhiên, họ có thể cung cấp cho chủ sở hữu quyền truy cập vào trò chơi điện tử, hệ sinh thái và trò chơi Gibashi bắt đầu có sẵn cho mọi người chơi. Người mới vẫn đang tìm đường xung quanh hệ sinh thái của bạn. Cựu chiến binh với hàng tấn Gibashi trong ví của họ, miễn là họ thắng trò chơi. Kỹ năng chiến thắng các trò chơi mà Gibashi bắt đầu, phần thưởng phụ thuộc vào thương hiệu quả Gibashi được chia sẻ. Cho một người chơi Gibashi có thể phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ, trong khi đối với những người khác, người chơi có thể phải có một ghi điểm để đủ điều kiện nhận phần thưởng. Người bắt đầu Gibashi đã được giới thiệu vì vòng cung 8 ưu tiên sao chép phần thưởng. Tính năng này sẽ mang lại nhiều cạnh tranh hơn vào trò chơi bằng cách củng cố ác vị trí của Ed như một gói khởi chạy hàng đầu, nơi các thương hiệu trò chơi và người chơi cùng tồn tại trong sự thống nhất. Và điều đó kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này. Bất chấp thị trường giảm giá trầm cảm hiện tại, ngọn lửa trò chơi tổng thể và có thể đã từng thấy dường như vẫn hoạt động cực kỳ tích cực với tin tức tuyệt vời từ những người chơi lớn trong ngành. Vô số quan hệ đối tác lớn với các thương hiệu web 2 khác bắt tay vào cuộc cách mạng web 3 mới. Trò chơi Pavlov đang trong quá trình chữa bệnh.